sổ đỏ mà mượn được thì quá đẳng cấp đúng không? Hoan Lê, Hoan Lê ơi, Hoan Lê công nhận không? Em cứ thử đi, nó mượn xem được có mượn được sổ đỏ không? Bây giờ mày đi mượn sổ đỏ đi, thử thôi, thử thôi. Đến bảo là chú ơi cho cháu mượn cái sổ đỏ, hoặc là bảo là anh ơi chị ơi cho em mượn cái sổ đỏ để xem người ta có cho mượn không. Mẹ mày ngu cái tích lên mạng thể hiện. Nó cứ nghĩ là đi mượn sổ đỏ kiểu như mượn xe đạp ấy. Tưởng mượn sổ đỏ mà dễ à? Mẹ sổ đỏ cả cơ nghiệp. Đã ngu để cứ thích lên mạng thể hiện. Đúng đầu óc bã đậu. Nó cứ lên mạng nó thích thể hiện. Cái loại nó cứ thử giỏi xem đi mượn được cái sổ đỏ không. Đại uy lý ạ. Thử thôi. Mua cái thích lên mạng để thể hiện. Cái loại đầu đất nhỉ em nhỉ? Đúng không? Ô mày là đéo em nói tôi cứ oai. Sổ đỏ nhà mình phải cho vào cân. Cân. Đúng không cả nhà? Đúng không? Nói sổ đỏ nhà mình thì cho vào cân. Cân. Đúng không? Cứ thế. Sổ thật là nói không phải sổ giả. Cả nhà thấy uy tín không? Kỳ Anh ơi, Kỳ Anh ơi, Kỳ Anh. Ê ơi, em gái ơi. Kỳ Anh ơi. Ê, ê. Ê. Hai mươi quyển rồi. Hai mươi quyển rồi. Hai mươi rồi. 20 quyển rồi. 20 rồi. Đang cố đây khoảng 30 quyển. Cố khoảng 30 quyển. Vất vả lắm em gái ạ. Tôi cả quần. Khoảng 30 quyển thôi. Thế thôi. 30 quyển là mệt rồi. 30 quyển là mệt rồi. Lại bốc phét á. Bốc phét thì mày vào đây làm gì? Hả? À? Mày bảo tao bốc phét thì mày vào đây làm gì? Hả? À? Mày bảo tao bốc phét thì mày vào đây để làm cái gì? Đeo vàng giả. Cái thằng Trần Tú này bố mày nhốt mày vào trong cũi như một con chó rồi. Cái thằng Trần Tú này mày thích bố mày nhốt vào cũi không? Hả? À? À, Trần Tú này. Mày thích bố mày nhốt mày vào cuối không? Mày cái đấm thì thiếu, cái đá thì thừa, cứ lên đây thể hiện. Cho mày vào cuối nhá. Cho mày vào cuối nhá. Mày bố mày đi làm cái này mày bảo bốc chém cái gì, chém cái thằng cụ này mà chém. Mày chém như bố mày đấy. Mày cái thằng thần kinh này này. Đi làm người thật việc thật thế này nó không hiểu cái gì cả, đầu óc nó bá đậu. Chào Song Lang nhá. Bại thần kinh Song Lang ạ. Nó có bản lĩnh nó cứ thử đi mượn đấy hai quyển sổ đỏ ra, chó nó cho mượn. Đúng không ạ, Song Lang? Đi thử nó thử đi mượn xem có được mượn được một cái quyển sổ đỏ không? Thử thôi. Chỉ cần thử đi mượn thôi. Xem có ai để cho mượn không? Chó cho mượn. Cái loại đầu óc bã đậu. U cái thích tên đây thể hiện là sao? Đâu cái thằng vừa xong tên là thằng gì nhỉ cả nhà nhỉ? Thằng vừa xong nó tên là thằng gì nhỉ cả nhà nhỉ? Nó tên là gì nhỉ? Tên là gì nhỉ? Thằng này là Tú à? Nó vừa xong tên là Tú à? Ê Tú ơi! Tú ơi! Ê! Cho mày xem một lần cuối cùng thôi nhá. Một lần cuối cùng thôi. Nha.
chú phải xem một lần cuối cùng thôi nhá. Mày đi mượn đi, mày đi mượn đi, mày đi đi mượn đi. Mày có giỏi mày đi mượn đi. Hai, một này, hai, hai này. Mày biết sổ đỏ này bao tiền một cái không? Ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này. Đấy. Ê, mày đi mượn đi. Đi mượn đi, mày đi mượn đi. Giỏi đi mượn đi. Ngu ấy, cứ thích lên mạng thể hiện. Mày giỏi mày đi mượn đi, mày đi mượn đi, ra vai cho mượn đó. Mượn đi. Mày vào đây ông nhốt con mẹ mày vào cúi đi. Cứ thích thể hiện. Ê, giỏi đi mượn đi. Đúng không cả nhà? Đúng không? Cả nhà có nhận không?